Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh mua bán tôi Cũ Kẻ Loan Kim Môn Hải Dương ngày hôm nay. Mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay em quay cho quý anh chị các bạn xem một mẫu xe vừa về tại cửa hàng em. Một cái mẫu xe Honda Civic được sản xuất năm 2006 với chiếc xe này số tự động bản 2.0 bản đủ cửa lóc anh chị nhé. Ở chiếc xe này nó cực kỳ đẹp luôn, máy số zin theo xe. Và chiếc xe em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng cho quý anh chị các bạn nhé. À, với cái tầm tiền phân khúc tầm 270 triệu đến 280 triệu quay đầu thì đây thực sự là một cái mẫu xe để đáng để quý anh chị các bạn mua về sử dụng. Với cái những cái dòng xe này thì nó sẽ hơn những cái dòng xe khác rất là nhiều và cùng phân khúc cũng như cùng tầm tiền. Đấy, Honda Civic 2.0 đời 2006 với giá 265 triệu đồng số tự động, bản đủ cửa lóc anh chị nhá. Mang cái lớp sơn màu xanh. Đấy, màu xanh bạc nó rất là đẹp luôn và nhìn bên ngoài nó sẽ sáng hơn cái phần em quay video clip rất là nhiều, nhưng mà nó rất là thật. Cái form dáng, với cái phần form dáng của chiếc xe này cũng như là những cái chi tiết trên chiếc xe này hoạt động là hoàn toàn bình thường, không hề có hiện tượng đâm va tai nạn hay ngập nước gì ở mẫu xe này luôn nhá. Anh chị và các bạn đến xem xe tại 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương, liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0976 081699 để được sở hữu cái mẫu xe Honda Civic sản xuất năm 2006 số tự động này anh chị nhá. Em sẽ gửi ngày chi tiết cho quý anh chị các bạn mua về sử dụng. Và với cái giá 265 triệu đồng em bao gồm phí hồ sơ thôi anh chị nhé, chưa có phí vận chuyển ở cái mẫu xe này. Đấy, mang cái biển số của Hà Nội đây. Về tổng thành chiếc xe này em mới lấy về chiều tối hôm qua và sáng em cho rửa và bây giờ em quay cho quý anh chị các bạn xem luôn. Không phải làm bất kỳ một cái hạng mục gì ở trên xe luôn. Đấy, chủ xe đi khá là giữ gìn cẩn thận nên là những cái chi tiết xước xát nhỏ là anh cũng cho đi làm luôn. Đấy, nên là với cái chiếc xe này em mua về em sẵn quay bán cho quý anh chị các bạn luôn đây anh chị nhá. Với cái form dáng của chiếc xe Honda Civic này thì so với thời điểm hiện tại bây giờ thì cái form của nó cũng rất là đẹp nhá, rất là đẹp nhá. Nó không hề có hiện tượng lỗi thời so với những cái dòng xe khác đây anh chị này. Đấy, cái phần form dáng của Honda Civic đây. Đấy, đây là cái phần ngoại thất của cái chiếc Honda Civic này anh chị này. Đấy, sơn xí rất là đẹp nhá anh chị nhá, sơn xí rất là đẹp, bóng bẩy luôn. Và cái cụm đèn này rất là sáng này, cụm đèn rất là sáng, tất cả là nguyên bản theo xe. Đó, cũng đèn rất là sáng. Và chiếc xe này đăng kiểm khá là dài luôn, tháng 4 năm 2020. Đấy nhá. Đấy, tháng 4 năm 2020. Đấy, tất cả cái kính đây là của zin theo xe hết anh chị nhá. Đấy, kính này là zin theo xe. Đấy, đấy là cái ngoại thất của cái mẫu xe này. Đấy, ngoại thất thì không có gì phải bàn cãi cả, nó rất là đẹp luôn. Đấy, xe trang bị rất là nhiều các tính năng hiện đại an toàn. Túi khí phanh ABS. Cửa sổ trời luôn anh chị nhá. Đấy, một chiếc xe bản đủ của lóc. Trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi nhá. Trang bị màn hình cam đầy đủ rồi. Đó, thực sự là một cái mẫu xe rất là đẹp để anh chị và các bạn mua về sử dụng đi gia đình. Đó, mẫu Honda Civic. Anh chị và các bạn cùng em đi cái hệ thống khoang máy nhá. Em sẽ cho quý anh chị và các bạn xem hệ thống khoang máy trước. Ở cái chiếc xe này đây anh chị nhá, với cái hệ thống khoang máy của chiếc Honda Civic đây là hoàn toàn là zin theo xe này anh chị này. Đấy, ốc 7 màu còn zin hết nha anh chị nhá. Đây này, đấy, tất cả các con ốc trên xe là hoàn toàn là zin theo xe, chưa hề có hiện tượng bắt ốc gì nào hoặc là động cà lê vào đây anh chị nhá. Này, ốc rất là sắc luôn này. Đó, thực sự là một cái mẫu xe rất là đẹp để quý anh chị các bạn mua được cái mẫu xe này về đi gia đình anh chị nhá. Đấy, không phải chiếc xe nào nó cũng được zin như những cái chiếc xe này. Và rất là hiếm có những chiếc xe nó zin cả xe. Và em có một chiếc số sàn đời 2006 đăng ký lần đầu 2007. Khách đã đặt cọc rồi anh chị nhá. Đấy, rất là ưng luôn. Và máy zin, số zin là xe này em tả như thế nào em tả rất là chi tiết cho anh chị và các bạn. Đấy. Ốc 7 màu còn zin theo xe anh chị nhá. Ốc 7 màu còn zin theo xe. Chưa hề có hiện tượng bắt ốc ra ốc gì. Đó anh chị ạ. À, em quay khá là chi tiết cho anh chị nhá. Đấy, với một chiếc xe này bỏ ra 265 triệu đồng thực sự là một cái mẫu xe rất đáng để mua về sử dụng. Đấy, một xe số tự động. Với cái phần máy móc của chiếc xe này thì anh chị rất là hoàn toàn yên tâm anh chị nhé. Đấy, máy nổ rất là êm này. Đấy, máy nổ rất là êm và máy hoàn toàn là zin, chưa hiện tượng ra máy. Và tất cả các chi tiết trên xe là hoàn toàn là không có hiện tượng đâm va tai nạn gì chị nhé. Đây, cái phần lắp cabo còn zin theo xe chị nhé. Đấy, keo chỉ lắp cabo còn zin theo xe. Và em cam kết luôn chiếc xe này là máy số zin, chưa hề ra máy và không đâm đụng tai nạn gì. Đấy, 265 triệu đồng thôi. Anh chị và các bạn đã sở hữu một cái mẫu xe Honda Civic bản đủ của lốc này về sử dụng nhá anh chị nhá. Đấy, một chiếc zin cả xe luôn.
Và đây thưa quý anh chị và các bạn là cái hệ thống nội thất của cái chiếc xe này nhá. Da là hoàn toàn là da xịn nguyên bản này. Đấy, cái phần da rất là dày luôn anh chị nhá. Da xịn hoàn toàn nguyên bản nhá. Rất là dày dặn luôn. Đây anh chị này. Đó. Đấy, với một chiếc xe mà chủ xe đi được giữ gìn như thế này thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Với một chiếc xe này, không phải chiếc xe nào nó cũng có những cái chi tiết và những cái chi tiết zin theo xe hoàn toàn là 100% như này anh chị nhá. Đây anh chị này. Đấy, bốn tổng nâng kính, hoàn tổng tất cả là hoàn toàn bình thường và gương kính chỉnh điện. À, với cái phần táp ly đây, đấy táp ly của nó này. Đấy, cái phần nhựa của nó còn khá là đẹp nhá, khá là đẹp. Và chiếc xe này đi có em xem là đi tầm hơn chục vạn gì đó. Em vừa lái chiếc xe này. Vâng đây. Xe từ năm 2006 đi 16 vạn mốt anh chị nhá. Đi được 16 vạn mốt thì anh chị và các bạn yên tâm, một cái chiếc xe này nó rất là đẹp luôn. Đó, nó rất là đẹp. Anh chị và các bạn mua chiếc xe này về sẵn sử dụng và không phải làm bất kỳ một cái chi tiết nào ở cái mẫu xe này và những cái hạng mục này luôn nhá anh chị nhá. Đấy, xe được trang bị lên màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi. Đó. Anh chị và các bạn muốn chốt được cái mẫu xe này liên hệ trực tiếp ngay cho em Loan qua số điện thoại 0976081699. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cái mẫu xe này và tư vấn rõ hơn cái mẫu xe này để quý anh chị và các bạn ở xa cũng có thể mua được mẫu xe này anh chị nhé. Đấy, keo chỉ 4 cánh zin theo xe. Đấy, tất cả các chi tiết trên xe hoạt động là zin hết. Anh chị này, ốc bản nè này, đó, rất là sắc luôn và chi tiết 7 màu còn zin anh chị nhé. Đấy, đây anh chị này. Đấy, ốc 7 màu còn zin theo xe luôn. Đây. Đó, cái phần vô lăng đây anh chị này. Vô lăng này hoàn toàn là vô lăng nguyên bản anh chị nhá. Đấy, trang bị hai túi khí trên xe. Hai túi khí trên xe và cửa sổ trời đây. Đấy, bản đủ cửa lóc anh chị nhá. Đấy. Và trần là trần lỉ nguyên bản theo xe. Đó, thực sự là một cái mẫu xe rất là đẹp anh chị nhá, rất là đẹp luôn. Em lấy về tối hôm qua là em quay, hôm nay quay cho anh chị và các bạn xem luôn, không phải làm bất kỳ một hạng mục gì. Nên là anh chị và các bạn mua chiếc xe này về anh chỉ đổ xăng là đi thôi. Đó. Và về cái phần nội thất đằng sau xe thì nó sẽ đẹp hơn cái phần trước rất là nhiều. Vì nó không có người sử dụng ở hàng ghế sau mấy anh chị nhá. Đấy, nó chỉ có hiện tượng nhăn thôi, nhăn da thôi. Còn này thì nó không có hiện tượng rách dưới gì anh chị nhá. Đấy, rất là sạch sẽ cũng như là rất là đẹp, rất là mới. Nội thất hoàn toàn zin từ năm 2006, zin theo xe luôn. Đó. Rất là đẹp để anh chị và các bạn mua về sử dụng. Đấy, nó lại mang cái lớp lớp sơn màu xanh. Màu xanh bạc, nó nhìn rất là bắt mắt luôn. Đấy, em quay cũng khá là chi tiết nhá. Rất là chi tiết ở cái mẫu xe này để quý anh chị các bạn ở xa không tiện đến xem xe cũng có thể chốt được cái mẫu xe này. Và hoàn toàn anh chị và các bạn nhận những cái mẫu xe này là hoàn toàn zin cũng như là đảm bảo cam kết như những lời em nói anh chị nhá. Nên là anh chị và các bạn yên tâm. Đấy, không tiện đến xem xe cũng có thể mua được xe. Các anh chị trong khu vực phía Nam alo trực tiếp cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cái mẫu xe này cũng như quay Zalo cho anh chị và các bạn để quý anh chị và các bạn xem chi tiết hơn và chốt được cái mẫu xe này. Vì với những cái lượng xe em bán ở trong khu vực phía Nam rất là nhiều và anh chị và các bạn nhận được rất là ưng ý anh chị nhá. Đấy. Xe này là xe zin toàn xe luôn. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ, em đóng mở cửa lại cho anh chị và các bạn nhé. Đó. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, em đóng rất là mạnh nhá. Đấy, rất là mạnh và rất là nhẹ như này với anh chị nhá. Đấy. Với cái phần form dáng của chiếc xe này thì anh chị biết rồi. Đấy, form dáng rất là đẹp so với dòng xe khác rất là nhiều. Và giá thì rất là hợp lý, 265 triệu đồng thôi. Được sở hữu một cái mẫu xe số tự động. Đấy, cửa lóc, bản đủ. Đi rất là nhàn và cái form dáng rất là đẹp. Và cái dòng Honda này thì anh chị và các bạn biết rồi, nó rất là khá là nổi tiếng. Đấy, mang biển số của Hà Nội. Nên anh chị và các bạn khu vực Hà Nội cũng như Sài Gòn rất tiện cho việc sang tên đổi biển cái mẫu xe này luôn anh chị nhé. Đây, em quay gầm bệ cho anh chị các bạn xem luôn. Đây. Đấy, gầm bệ chiếc xe này không hề mục mọt cũng như là không có hiện tượng chảy dầu nhớt gì nhá, rất là khô ráo luôn, máy móc rất là khô. Và cái phần khoang máy em quay cho anh chị các bạn từ đầu rồi. Đấy, lên anh chị các bạn yên tâm. Đấy, cái phần khoang máy rất là khô ráo sạch sẽ. Và đó chính là tổng thành chi tiết cái mẫu xe Honda Civic số tự động bản 2.0 bản đủ block, sản xuất năm 2006. Tư nhân chính chủ. Đấy, xe em đang chào bán là 265 triệu đồng tại chợ ô tô Kinh Môn Hải Dương. Liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0976 081699. Và trước khi kết thúc video, quý anh chị các bạn nhớ ấn nút like, chia sẻ kênh và bật nút chuông thông báo theo dõi những cái video clip mới nhất em đăng lên thường xuyên trong ngày. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh mua bán thuộc cũ của em Loan trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn qua những video tiếp theo ạ.